Và đen vô. Yeah. Đi về nhà. Ra vào đời và kiếm cơm, ra vào đời tìm cơ hội. Những thành thì thường lấp lánh, còn đến thành thì thường chơi chọi. Như mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Thì vẫn ở yên đó đợi những đứa con đang ra ngoài. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Biết có gì để múc trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắn nhiều mình không xấu xa. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mái an tiên. Một chân ra là sóng gió chỉ có nhà mái an yên. Ngoài kia phức tạp như để má là giấy mơ. Về nhà để có lúc cho phép mình được ngây thơ. Lên làm người mong một tương lai sáng lạng, làm con cả đời không bao giờ thấy than vang.